Nha, chào mừng mọi người trở lại với kênh của Meta Hành nha. Hôm nay thì Meta Hành muốn tâm sự với cả nhà một chút về cái việc đó là cái sổ chung ha. Cái sổ chung thực sự thì cái thuật ngữ sổ chung nhà chung. Cái thuật ngữ này thì mình nghĩ là có nhiều người hiểu sai về cái vấn đề này. Thì hôm nay muốn làm một cái video nhỏ nhỏ chia sẻ trong cái giới hạn gọi là cái tầm hiểu biết của Meta Hành cho mọi người biết thêm về cái việc mà đất sổ chung rồi nhà sổ chung đấy. Cái thuật ngữ này thực sự một cái tên gọi nhưng mà nó nằm ở những cái trường hợp khác nhau thì nó sẽ có những cái ý nghĩa khác nhau ha. Chúng ta cần phải phân biệt thật là rõ cái vấn đề này ha. Đấy thì trước khi vào chia sẻ thì Meta Hành cũng xin gọi là mọi người xin cho Meta Hành một cái like, và những ai là mới vào kênh của Meta Hành thì hãy cho Meta Hành một cái đăng ký ha, nhấn vào cái nút đăng ký ở phía bên dưới và nhấn thêm vào đó là cái chuông để khi nào mà có video mới ha thì ở trên cái kênh của Meta Hành thì sẽ thông báo cho mọi người để mọi người vào là những người sớm nhất vào xem kênh của Meta Hành nha và thấy được là những cái video này nó có giá trị. Đấy, thì hãy chia sẻ đến cho những người bạn ha, những người bạn rồi những người anh em để cho mọi người biết cái thông tin này ha. Đấy thì vào đề luôn ha. Trước khi vào đề thì mọi người sẽ phân biệt được một cái là thứ nhất là cái sổ chung ha, sổ chung và cái gọi là khi mà mua nhà đấy. Mua nhà thì mọi người thường nghe cái thuật ngữ đó là nhà chung ha, nhà ba chung. Đấy thì thường thường á thì cái thuật ngữ về cái việc mà mua nhà sổ chung đấy với lại nhà vi bằng hai cái đó nó khác nhau nhá, cái đó là khác nhau nhá. Nếu mà sổ chung á như thế này thì người ta hay gọi là sổ chung này. Sổ chung ở đây có nghĩa là một cái lô đất đó ha, ví dụ như một cái lô đất A nào đó mà đứng tên tức là đồng sở hữu của 5 người hay là 7 người gì đó chẳng hạn ha. Đấy hay là nhiều hơn thì gọi là nhiều người đứng tên chung một cái sổ đó, thì người ta gọi là sổ chung ha. Đấy còn một cái loại nữa đó là khi mà mua đất nha, thì ở một cái lô nó lớn như thế, ví dụ như 1.000 m², thì mình lấy ví dụ 1.000 m². Sau đó thì cái anh chủ đất này anh phân lô ra đấy, nhưng mà không tách ra được ha, không tách ra được gọi là từng lô từng nền để mà tách riêng cho từng người đấy, nhưng mà vẫn chung đến một cái sổ, thì cái sổ đó thì là thực sự là một người đứng tên nhưng mà sau đó thì bán cho nhiều người ha, sau đó thì bán cho nhiều người và thực sự là công chứng thì chủ yếu là công chứng vi bằng tức là ra ngoài phòng công chứng và xác nhận công chứng một cái hợp đồng, nó là hợp đồng mua bán ấy, tức là bên bán đồng ý bán và bên mua đồng ý mua và thực sự là cái đó người ta gọi là công chứng vi bằng ha. Đấy thì tương tự đối với cái nhà cũng thế, đối với những căn nhà cũng thế, thì có nếu như mà một căn nhà mà sở hữu của nhiều người ha, tức là nhiều người đứng tên trên một cái sổ đó, thì người ta gọi là sổ chung ấy. Đấy tức là nhà đó là gọi là nhà sổ chung, nhưng cũng có những cái trường hợp đó là cái nhà ha, tức là nguyên một dãy một cái lô đất dài như thế thì họ lại phân ra từng lô nhỏ để họ xây nhà lên đấy, rồi sau đó họ bán, tức là trên cái lô đất mà lô đất lớn như thế mà chưa xây nhà nhá, đấy, lô đất lớn như thế mà chưa xây nhà thì họ phân ra từng cái nhà nhỏ họ xây lên đấy, những cái diện tích nó thì mình thấy là đa số là cái diện tích nó khá là nhỏ đấy. Đấy ví dụ như ngang 4 dài 10 hoặc là ngang 4 dài 8, 4 dài 9, 4 dài 10 thì những cái căn nhà đó thì thường thường diện tích rất là nhỏ, khá là nhỏ như thế đó. Thì thường thì những cái căn nhà đó họ giao dịch là họ sẽ là công chứng vi bằng ha, bởi vì những cái căn nhà như thế là không tách được riêng, gọi là từng sổ riêng cho từng căn nhà, cho nên là họ gọi là công chứng vi bằng đấy, tức là cũng là làm một cái hợp đồng mua bán vậy thôi, tức là chứng thực
giữa bên bán và bên mua và bên bán đó. Thì nhiều người ha, nhiều người cũng gọi lại là mua nhà sổ chung, nhưng mà thực sự thì đó là những cái nhà gọi là nhà vi bằng chứ không phải là sổ chung. Cái sổ chung là đúng ra cái sổ chung là gọi là nhiều người hơn lớn hai trở lên ha, hai trở lên thì người ta gọi là sổ chung đấy, thì đồng đồng sở hữu đó, tức là những người này đồng sở hữu một lô đất hay là một cái căn nhà nào đó. Thì cái đó thì thực sự là khi mà mua thì gọi là có sự đồng ý, có sự đồng ý giữa hai bên đấy, ví dụ như hai người, ba người hay bốn người đấy, thì có sự đồng ý của các bên thỏa thuận, thì sau đó thì mới chuyển sang cho mình đó. Thì cái hình thức đó thì thực sự thì cũng không không rắc rối gì nhiều ha, không rắc rối gì nhiều. Thực sự mua cái việc mà mua cái nhà hay là mua cái đất đó, mà công chứng vi bằng đó, thì cái đó mới là nhiều rắc rối đấy. Bởi vì chủ yếu là công chứng rồi mua bán là thông qua là một cái gọi là cái văn phòng, thường thường mọi người thấy đó là văn phòng thừa phát lại đấy, thì ở đó thì họ sẽ chứng thực, không phải là công chứng cái sổ ha, mà là thực sự là nó là giống như là công chứng một cái hợp đồng, cái hợp đồng mua bán ấy, tức là chứng thực cho bên mua và bên bán đồng ý bán cái căn nhà đó, cái lô đất đó với cái mức giá đó, chứ thực sự sổ sách thì không có ha. Thì cái việc mà mua những căn nhà hay là mua những lô đất mà công chứng vi bằng thì thực sự là đối với Mít Hành ha, Mít Hành cảm cảm thấy thì đó là cái sự rủi ro khá là lớn, rất là lớn khi mà chúng ta mua vào những cái căn nhà hay là một những lô đất mà nó gọi là thuộc cái công chứng, gọi là công chứng vi bằng, thì nó gặp phải rủi ro rất là cao ha, cực kỳ cao luôn đó. Bởi vì nó thuộc gọi là cái pháp lý nó không được rõ ràng đấy, và mặc dù là chúng ta sở hữu cái căn nhà đó, nhưng mà không có một cái giấy tờ gì để mà chứng thực và cái hợp đồng đó mà đi vay ngân hàng thì nó cũng rất là khó ha. Mình nghĩ là ngân hàng sẽ không 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 giải quyết về cái vấn đề đó đấy. Thực sự thì cái việc mà đem một cái sổ vi bằng để mình đi vay ngân hàng thì mình cũng chưa làm khi nào, bởi vì mình thấy là cái việc mà bán một căn nhà vi bằng hay là bán một lô đất vi bằng nó gặp rất là nhiều rắc rối và rủi ro, cho nên là mình gặp những bác, những cô bác mà hỏi cái chuyện gọi là đi mua những căn nhà hay là những cái lô đất mà vi bằng như thế, thì mình sẽ chỉ cho người để mà dắt họ đi đấy, chứ còn thực sự thì mình không 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 bao giờ mà mình làm những cái thương vụ mà nó rắc rối như thế đấy. Còn cái việc mà mua đất sổ chung á, đấy, tức là mua đất mà nhiều người cùng sở hữu á, thực sự thì bây giờ anh em của mình thì cũng gọi là mua mấy lô ha, mua mấy lô thì đồng sở hữu hết đấy, ví dụ như là hai anh em hay là ba anh em đấy, thì mua một lô đất thì đứng tên ha, đấy, đứng tên cả cả ba người đó, thì cái đó gọi là đất sổ chung ha, nó có sổ rất là đàng hoàng đó, thì sổ đỏ ha, sổ đỏ sổ hồng đàng hoàng đầy đủ yên tâm đấy. Thì cái việc mà mua bán như thế thì cũng bình thường thôi, không có gì mà phải phải rắc rối hết đấy. Nếu mà cái sổ mà nhiều người quá nếu mà nhiều người đứng quá thì phải gọi là gặp hơi rắc rối một chút, nhưng mà cũng ở trong đó thì mình nghĩ là chắc là cũng có những cái hợp đồng thỏa thuận ha, ví dụ như là cái quyền tự quyết của một ai đó sẽ là khi mà hợp tác đầu tư á, khi mà hợp tác đầu tư thì sẽ là có một người sẽ đứng ra quyết định cái vấn đề đó đấy, chẳng chẳng hạn là như thế ha. Thì hôm nay muốn là cho mọi người hiểu thêm, hiểu rõ thêm một chút về cái thuật ngữ đó là sổ chung, cái sổ chung và cái sổ mà hay là cái nhà mà chúng ta mua vi bằng, mà thường thường người môi giới họ hay nói là mua nhà sổ chung đấy, nhưng mà thực sự thì đó là công chứng vi bằng ha, tức là một cái lô đất lớn như thế họ xây mấy chục căn nhà lên đó. Nhưng mà thực sự thì ở trên cái sổ đất thì đứng gọi là đứng tên một người ha, đứng tên một ông chủ đất đó, và sẽ là họ xây những căn nhà đó lên, họ công chứng gọi là công chứng vi bằng để mà bán cho anh chị cô bác nào muốn mua ha. Đấy, thực sự thì những cái lô đất hay là những cái căn nhà đó
mà làm gọi là công chứng vi bằng thì cái giá nó mình thấy thường thường khá là mềm ha, thường thường khá là mềm đấy. Một số mình thấy thì một số lô này thì một số lô đất thì sẽ là có thổ cư bao nhiêu phần trăm nó đấy, có những lô thì có thể là thổ cư hết, nhưng mà có những lô thì thổ cư mấy trăm mét vuông đấy, còn lại là đất đất vườn ha, đất vườn đất lúa đó, rồi có những lô là hoàn toàn đất vườn à, nhưng mà họ mình cũng không biết là làm cách nào mà họ có thể xây dựng lên được những căn nhà như thế để họ bán được đấy, thì thực sự là giỏi ha, rất là giỏi. Và thường thường những căn nhà đó giá nó mềm lắm đấy, như ở khu vực đây mình biết thì đất thì nó rơi vào khoảng là 300 ha, 300 400 có đấy, rồi nhà rồi nhà ha, nhà thì nó cũng rơi vào khoảng là 500 600 đấy. Thực sự thì nói mà nói gọi là giá thì giá mềm như thế, nhưng mà thực sự thì cũng không phải là mềm ha đấy, ví dụ như một lô đất bây giờ ngang 4 dài 10 đấy, họ bán ra 300 triệu ha, 300 triệu thì nó cũng rơi vào là khoảng 6 triệu mấy 7 triệu, mặc dù là cái số tiền nó ít, cái số tiền nó ít nhưng mà cái diện tích nó nhỏ đấy. Còn so với là cái khu vực xung quanh đó thì thường thường là diện tích là ví dụ như ở đây thì nó rơi vào khoảng là 100 mét vuông ha, bởi vì đất mà thường thường đất của dân đó, để mà thổ cư ngoài thì ở khu vực này nó rơi vào từ 80 đến 100 mét đó, và thậm chí là hơn ha, 120 rồi 101, 102 rồi 150 đấy, cái diện tích nó lớn đấy, cho nên là cái giá tiền nó sẽ cao hơn đấy, còn cái mức giá thì nó cũng rơi vào khoảng là 7 8 triệu, 7 8 triệu một mét vuông, nhưng mà do là cái diện tích lớn cho nên là mình thấy cái số tiền nó nhiều đấy ha. Thì nhiều người nhiều anh chị thì cái số tiền lớn không có nhiều thì muốn là mua một lô đất nào đó mà cái số tiền nó nhỏ lại khoảng 300 400 gì đó, khoảng 300 400 gì đó, thì họ sẽ lựa chọn những cái lô đất ha, những cái lô đất mà số chung như thế đấy. Thì thực sự thì những anh chị đi làm công nhân thì họ không không cần nghĩ nhiều, họ không nghĩ nhiều, họ bây giờ chỉ muốn là nói là bây giờ có một số tiền như thế thì bây giờ góp tiền vào, anh em góp tiền vào để mua một căn nhà, ví dụ như một căn nhà ngang ngang 5 dài 10 đi đó, họ xây dựng lên là một lầu một trệt đó, thì thay vì đi ở trọ ha, thay vì đi đi thuê trọ thì mấy anh em hùng tiền lại để mua một cái căn nhà như thế, thì sau này muốn về quê thì bán cái căn nhà nó đi đấy, thì bán được nhiêu thì chia nhiêu, thì thay vì ở trọ thì họ chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi, chứ họ cũng không không nghĩ là sâu sắc về cái vấn đề về liên quan đến pháp lý nhiều ha, thì họ cảm thấy là nằm ở một cái mức giá mà họ có thể chấp nhận được đó, thì họ sẽ mua thôi đấy. Thì cái việc mà mua như thế thì hai bên đồng ý thì ra ở văn phòng thừa phân lại họ công chứng một cái hợp đồng, mà hợp đồng mua bán ha, thì chứng thực giữa bên bán, bên mua bên bán đó, thế là xong. Chứ còn về cái việc mà để mà ra những cái sổ riêng á, thì nó không có ha. Đấy, những cái căn nhà đó mà có những cái sổ riêng không có, nếu mà có thì cái giá trị của nó thì lại cao rồi đấy, không phải là cái mức giá như thế ha. Đấy thì hôm nay thì mới thành muốn chia sẻ một chút để cho mọi người phân biệt được là cái sổ chung, cái đồng sở hữu nó khác với là cái sổ chung người ta thường gọi là cái sổ gọi là đi mua những lô đất hay là những căn nhà vi bằng đó, thì người ta cũng gọi là sổ chung, nhưng mà cái chung nó khác ha, cái chung nó khác so với là cái sổ chung nhưng mà đồng sở hữu của nhiều người thì nó lại khác đó. Tức là đồng sở hữu nhiều người nó hợp pháp ha, nó hợp pháp, còn cái việc mà đi mua những căn nhà hay là những lô đất mà người ta hay gọi là sổ chung mà gọi là vi bằng đó, thì cái đó thì nó lại khác nữa ha. Đấy, để mọi người phân biệt thật là rõ hai cái vấn đề nó khác nhau ha. Đấy thì video cũng khá là dài rồi, chắc Minh Thành xin tạm dừng video đây nha. Cảm ơn quý cô bác anh chị và các bạn đã vào ủng hộ Minh Thành. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo nha. Và những ai mới vào kênh thì nhớ hãy like và đăng ký kênh để nhận video mới mỗi ngày từ Minh Thành nha. Xin chào nha, bye nha.